là gì? Có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa? Tại sao anh lại im lặng? Anh mau nói đi. Ông, ngồi đây. Tôi đi ra ngoài kia một tí nhá. Chào bác ạ. Nãy cháu ngồi bên kia thì bác với cô mình tình cảm quá. Chẳng như nhà cháu mới cưới được có mỗi một năm thôi, vợ cháu suốt ngày lải nhải, rồi chửi này chửi kia, cháu nhức hết cả đầu. Hôm nay phải ra đây cho khuây khỏa này bác ạ. Cậu à, phụ nữ ấy mà ai cũng giống ai thôi. Cô ấy có nói gì ấy thì cậu cứ giả vờ không nghe thấy đi. Đừng có phản pháo làm cái gì, cứ yên lặng mà sống là được. Thì cháu cũng muốn yên lặng lắm bác ạ. Nhưng mà mỗi lần yên lặng thì cô ấy lại lên lý do này, lý do kia, bảo cháu chẳng quan tâm, rồi đủ lại thứ lý do để cô ấy hẹn mẹ các kiểu. Cháu chẳng biết cô ấy nghĩ gì nữa. Cháu phải làm gì bây giờ hả bác? Sao bác lại cười ạ? Nhưng mà khi bác cười, cháu thấy một cảm giác yên bình như thật lạ ấy ạ. Ông chào cô ạ. Cậu đang nói chuyện với ông nhà tôi đấy à? Dạ. Vâng ạ, con vừa nói chuyện với ông nhà mình ạ. Xin lỗi cậu nhá, ông ý bị điếc cách đây 5 năm rồi. Cháu vừa nói chuyện chứ ông bị điếc ạ? Ông ý không những bị điếc mà bây giờ còn câm luôn rồi, không nói được. Phụ nữ mà, cậu cứ giả vờ không nghe thấy đi. Đừng có phản pháo làm cái gì, cứ yên lặng mà sống là được. Bị điếc, bị câm luôn ạ? Bị điếc, hay thật đấy. Cháu chào ông bà, cháu về ạ. Cái thằng này nó bị làm sao nhỉ? Thôi ông ạ, nó có chửi mình ý thì mình cũng điếc, mình cũng có nghe được đâu. Thôi, đi về nhá. Đi.